Xin chào mọi người đến với cuộc live stream của kênh YouTube Thảo Trần nhá. Trận cầu kèo bia. Hai đôi tay vợt trẻ và hai đôi tay vợt già. Ui. Tôi phải kéo được rất căng tay trái. Con không nép mọi người, rất tối đi. Cái vật trẻ thì áo trắng đập rất mạnh. Đội này tranh 3 điểm ở tranh 3 đúng không? 34. Hai anh em mình là tranh nhất nhì à? Tranh nhất nhì, đội nhất nhì căng ấy nhỉ? Mọi người đó đón xem và chuẩn bị trận nhất nhì nhá. Hết trận nào là đến trận nhất nhì, trận tranh 34. Kiểu bia rất căng đấy. 10 ca bia tiếp. Ngắn cầu. 10 ca bia. 5 gói nem chua. Hai đĩa chỉ vàng. Đấu chiến đúng không? Mẹ về bây giờ. Mẹ lên luôn. Ô. Mẹ lên giờ. Vào đây. Mẹ lên giờ. 7-0 rồi á? 11 là hết đấy nhá. Mẹ lên kìa con. Mẹ lên rồi. 11-0 là hết đấy. Đánh rất căng. Được. Ôi. Hay. Ôi. Cầu cầu rưỡi ấy thôi. Bỏ rất là ngược, rất là nguy hiểm. Nhiều đứa khó đấy, khó lường. Khó lường. Đánh kéo căng chưa? Cái trận căng thế. Quả đẹp nhất đấy nhờ. Ô. 8. Để đấy, mình trận này 34 đổi sân đấy. Đổi công bằng. Thu sân là có nguy cơ nhá. Thế trận này mọi người đón xem một trận là tranh nhất nhì, căng nhất đấy. Có đỏ mà. Không có đỏ thì nhanh. Nhưng cái đỏ hay bị ra ngoài ạ, ra ngoài với nhiều vì nó trong cái đỏ nó nặng mà. Đầu kia nó nhẹ thao vụt không thoải mái. Ngoài. Lỗi nha. Ngoài. 3-0. Thế ngoài rồi. Toàn gì anh cậu đợi đe nhau tí nhá. Ờ, kéo vào. Đỏ hết tân mua. Đi đi, đi. Còn đấy. Đây cho quả ca cao. Ôi, ôi. Đánh tao, đánh tao, đánh tao trong nhà, đánh tao, đánh tao, đánh ngoài khó. Kéo cầu ra. Đưa cơ, đừng có nào. Không biết uống bia đâu nhưng mà.
Nhanh lên. Ui, ôi đập quả thế. Đó, mua cái gì? Ờ, muốn vào rồi. Ai đó? Nhìn thấy. Ui, cứu cầu rất tốt. 2-4. Đập cầu hơi xấu, cắm quá. 2-4 đập keo nhá. Hưng này đánh hết tâm lý. Mấy phút mà lên vào lên bằng điểm nhanh thật. Quan trọng đến 20 nó có giữ được không? Ừ. Đâu. 17 2. Đảo chỗ đi, cho chơi lên bên trái đi. Tả. Đấy, anh đã tâm lý rồi. Tâm lý rồi. Không. Anh ra chơi lốt tí xong về luôn á. 8-3. Về luôn á. Xem lốt trận này anh về. Trận chung kết nữa chứ. Tốt. Tốt. 4-8. Có thế thôi. Phá quả. Cố lên nhá. 8. Trong hay ngoài đây. Xong. 9-4. Toàn trận đâu rồi? 5-9. Góc này tôi xem được gần. Ô là 05 à? Ôi ở ngoài đẹp chứ. Mạnh quá là đẹp ấy, cứu quả đẹp ấy. Ôi, hết. Mọi người trận 34 đã hết thành ạ. Số 21-16. Đây là trận chung kết.